gần một cành lá chia ra làm một cặp cá. Lũ cá bút chì đang bơi cùng nhau. Một thách thức lớn đang chờ đợi loài cá nhỏ bé này. Con đực có cái đuôi dài, còn con cái đã sẵn sàng sinh sản. Đầm trứng của chúng có thể thấy được qua lớp da trong suốt. Cặp cá bơi cùng nhau bằng nhiều nước, đôi khi lại tìm thấy của bản thân. Điều chúng đang chờ đợi là một thành quả sinh sản lớn lao. Nhờ có con đực quậy nước vọt lên, cặp cá cùng nhau lao lên khỏi mặt nước và bám vào một chiếc lá rụng. Chúng bám vào đó trong khoảng 3 giây trước khi con đực và rồi con cái rơi trở lại mặt nước, bỏ lại phía sau một đường trứng trên thân cá. Chúng cần phải cái tên là cá nhảy, và mỗi lần nhảy lại tạo thêm nhiều trứng vào lá. Con đực xòe các vây ức vào bụng ra áp sát vào lá, giúp cho cả hai bám được vào lá. Chúng sẽ còn tiếp tục nhảy cho đến khi khoảng 50 trứng được gắn kết với nhau trong những đực trứng. Tuy nhiên, màn trình diễn vẫn chưa kết thúc. Con đực đuổi con cái đi và tiếp tục công việc canh, không để đùm trứng khô nước dưới ánh mặt trời. Nó giữ ẩm cho trứng bằng cách quẩy nước lên. Khi nó dùng chiếc đuôi vẫy lên, nước tung tóe trên chiếc lá phía trên. Nó làm như vậy với độ chính xác cao cho đến khi trứng nở. Khi trở xuống mặt nước, các con lập tức tìm nơi trú ẩn trong các thân lá.